Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã xử phiên sơ thẩm 3 người Lê Thị Phương Anh, Phạm Minh Vũ và Đỗ Nam Trung với cáo buộc vi phạm Điều 258 Bộ Luật Hình sự. Tòa kết thúc lúc 12 giờ trưa với mức án Phạm Minh Vũ 18 tháng tù giam, Lê Thị Phương Anh 12 tháng tù giam, Đỗ Nam Trung 14 tháng tù giam. Quyền tự do báo chí trên toàn thế giới trong năm qua bị sụt giảm mạnh. Đó là công bố của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới đưa ra hôm nay. Việt Nam đứng thứ 175 trên 180 quốc gia về chỉ số tự do báo chí 2015. Như vậy, Việt Nam bị tụt một bậc so với đánh giá vào năm ngoái. Tại hội nghị về tranh chấp lãnh hải do Nhật tổ chức với sự tham dự của một số học giả từ Trung Quốc, Việt Nam và một số quốc gia phương Tây, Nhật Bản kêu gọi các bên có tranh chấp lãnh hải với nhau phải tôn trọng luật pháp quốc tế. Philippines và Việt Nam là hai quốc gia lên tiếng mạnh mẽ nhất về tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc gần như trọn khu vực Biển Đông. Về hội nghị bốn bên tìm giải pháp cho cuộc xung đột ở khu vực Đông Ukraine diễn ra hôm qua ở thủ đô Minsk của Belarus, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông và lãnh đạo của ba nước Pháp, Đức, Ukraine đồng ý với biện pháp rút vũ khí hạng nặng ra khỏi những vùng chiến tuyến ở Ukraine và sẽ ngưng bắn bắt đầu vào ngày 15 tháng 2 tới đây.